Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin đánh giá một con chuột có thể gọi là huyền thoại lúc bây giờ. Không phải tự nhiên mà cái hộp mình nó cũ như thế này nha các bạn. Nó cũ hết rồi. Lý do là do con chuột này mình mua được gần 3 năm. Đến bây giờ mình đã trải nghiệm, hầu như ngày nào mình cũng trải nghiệm hết. Bây giờ mình sẽ review cho các bạn xem. Bỏ cái hộp qua một mé nha các bạn, quá cũ. Đây, thì sau gần 3 năm thì nó còn được gì? Sau 3 năm á, các bạn mà thấy cái sự khác biệt nhất là cái phần này, phần nhựa nó bóng, nó sẽ bóng đi hơn so với con chuột mình mới mua rất là nhiều nha các bạn. Bóng, quá bóng luôn. Mình chia sẻ cho các bạn. Bạn nào mà muốn thay đổi, sau mình sử dụng lâu á, mình muốn thay đổi cái phong cách á, thì mình mua cái skin á, skin bán trên Shopee á, mua về mình dán vào là lột xác nó thành một con chuột khác, rất là hay nha các bạn. Thì con chuột G103 này thì nó có gì lại hot đến như vậy? Thứ nhất là giá của nó thì khoảng, bây giờ chuột mới thì 400.000 nha các bạn, khoảng 400.000. 400.000 mình có được một con chuột G103. Đây, để các con thông tin. Theo thông tin của chuột G103 thì độ nhảy của chuột thì 8.000, tối đa là 8.000 dpi. Thấp nhất là 200. Tốc độ phản hồi của nó là 1 ms. Trọng lượng của nó thì 80g. Khoảng 80g, độ dài của dây khoảng 2m. Theo mình thấy đặc biệt là cái cảm biến của nó nè. Cảm biến của nó là cảm biến quang học độc quyền của Rogitech. LED của nó cũng rất là hay nha các bạn. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từ chỉnh cái đèn LED này qua một cái phần mềm. Theo kinh nghiệm sử dụng chuột của mình á, ban đầu mình nên mua một con đi. Như lúc trước mình sử dụng mấy con mà 1-200 ngàn á, xài một thời gian á thì có con thì lăn không được, bị liệt con lăn, có con thì loạn di chuyển, nó không có được, nó không có nhận các bạn, có con thì lít nó bị hư. Nói chung là mình đầu tư một con tốt ban đầu á thì nó sẽ rất là lợi nha các bạn. Mình sử dụng nó 3 năm đó chưa hư. Một cái bệnh của con chuột Logitech á, nó hay có cái bệnh double lid, nhưng mà mình chưa có gặp hiện tượng này. Khi nào mà mình gặp á, mình sẽ xử lý và quay lại cho các bạn xem. Rồi mình xin hướng dẫn các bạn sử dụng phần mềm nha. Mình sẽ hướng dẫn sơ sơ thôi các bạn. Còn các bạn nào mà muốn chuyên sâu á, thì các bạn có thể lên Google, có thể lên YouTube search. Thấy mình thấy có rất là nhiều kênh hướng dẫn chuyên sâu về cái phần mềm này. Bạn vào Google search Logitech Hub. Rồi tên chủ của nó. Tải cũng nhanh lắm các bạn. Tùy thuộc vào mạng của mình. Mình sẽ tải về. Rồi các bạn cứ cài đặt như bình thường khác thôi. Các bạn cài đặt phần mềm thôi. Là mình tải một cái rồi nè, chạy mình cứ tải như bình thường thôi nha các bạn. Khúc này mình tua nhanh qua cho nó đỡ mất thời gian các bạn. Thì ban đầu mình chưa tải phần mềm á, thì mặc định con chuột nó sẽ nháy đèn, nó biến đổi màu sắc, tự nó thay đổi màu sắc, nhìn cũng rất là đẹp. Chưa tinh chỉnh gì hết nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp. Rồi sau khi cài đặt nó sẽ vào phần mềm. Rồi sau khi cài đặt nó sẽ vào phần mềm cho mình. Mình chờ thêm một chút nữa.
Rồi nó tự nhận con chuột mình nè. Đây G103 bấm vào con chuột của mình. Đây phần phần DBI á, phần DBI thì mình có thể tinh chỉnh nè. Là mình nhấn nút giữa nè, có cái nút giữa ngay cái bánh xe á, mình nhấn một cái là nó tự nó chuyển. Đây nó chuyển á, mình có thể dịch chuyển cái điểm này lên đến 8.000, 8.000 ohm số của nhà sản xuất 8.000 đây, mình đang dịch chuyển lên đó, mình tạo khoảng cho nó được luôn nha các bạn, nhưng mình để mặc định đi đó. Mình hay sử dụng 1.600 thôi. Đây thiết lập phím cho nó, đây phím này thay đổi DPI, phím đích đích phải đích tái. Đây mình kéo qua mình rồi kéo nó qua đây, mình kéo copy này qua bỏ vô thành copy tiếp bộ nó. Cái này mình sử dụng Ctrl V mình kéo qua rồi qua copy rồi đánh hiệu chỉnh âm hình đến phần hiệu chỉnh ánh sáng live stream đồng bộ ánh sáng ớp, mình có thể ớp nữa mà, mình ớp đó. Cái này là chế độ đơn sắc, chế độ đơn sắc mình có thể tùy chỉnh màu đỏ, mình thích màu đỏ thì mình chọn màu đỏ. Thích màu đỏ chọn màu đỏ, thích màu xanh chọn màu xanh, thích màu hồng chọn màu hồng, đa dạng lắm các bạn. 16,8 triệu màu. Rồi đến đây này, Cycle là tự nó chuyển màu á các bạn, nó tự nó chuyển màu á, tự nó chuyển màu. Cái này là đi chạy nhanh chậm đó, nó chớp chớp như sân khấu luôn các bạn đó. Mình chỉnh cái này 1.000 mili giây là nó chớp, mà chớp như nhạc sân khấu luôn. Còn cái này độ sáng của nó nè các bạn, tăng giảm độ sáng, tăng giảm độ sáng, tăng phần tâm sáng. Còn cái này cái này là giống như thở vậy các bạn, nhịp thở nó thở đây, thở chậm mà người bình thường thở chậm. Đây người tập thể thao xong, đá banh xong thở đó, thở rất là nhanh. Này độ sáng, cái này là màn hình nè các bạn, cái này cũng hay lắm à, chức năng cũng hay các bạn. Mình cứ vào edit nó là nó sẽ, cái chức năng này nó sẽ nhận diện cái màu sắc của cái hình nền của mình đó, rồi sau mình nó sẽ hiển thị cho cái màu của cái màn hình với cái màu trên cái đèn, nó sẽ đồng bộ với nhau. Đây mình ví dụ chọn chế độ đi nha. Rồi, nó ra ngoài. Đây các bạn thấy con chuột nè. Con chuột đó, nó màu với cái màn hình mình, nó có một cái nét đồng bộ nhất định. Mình đổi qua cái nền khác cho các bạn xem. Đây, màu tươi lên. Màu sáng lên nè. Đó, sáng lên liền. Đó, sáng lên. Chắc màu nó khác biệt. Xanh đi đó, màu xanh đây đó, các bạn thấy chưa, cái màu con chuột, cái màu của ánh sáng con, cái màu ánh sáng tên con chuột với cái màu màn hình mình nó sẽ đồng bộ với nhau đó. Các bạn hiểu cơ bản là vậy. Rồi mình đổi một cái nữa đi, màu tím tím đi đó, các bạn thấy chưa. À.
Đây. Rồi, audio. Cái này nháy theo điệu nhạc rồi các bạn. Cái này mình cũng hay xài lắm nè. Ví dụ mình cho nó nháy màu hồng đi. Rồi. Mở một bản nhạc lên. Khi mình tắt đèn á, nó nháy cũng đẹp lắm các bạn. Cái này bạn nào mà có cái đèn là led mà đèn led viền á, cái mình đồng bộ với nhạc đó, cái nguyên cái căn phòng của mình như như sân khấu luôn các bạn, nhìn rất là đẹp. Cho nó nháy màu đỏ đi. À, mình hướng dẫn như thế thôi nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay và hữu ích thì nhớ cho mình một like và một nút đăng ký để mình có thêm động lực thêm nha.